Rồi, chào các bạn, nhiều người đang xem ha. Hôm nay thì mình gáp một cái đầu máy cắt cỏ của dòng Kasai, của hãng Kasai nha mọi người. Mình nấu vô cái thùng Oshima à, cũng mới nha các bạn. Bơm thì bơm máy vuông nha, bơm thao. Đó, trong nó là quay kỹ tình cảnh bên trong cho các bạn người xem cái dòng Kasai này, chắc mọi người cũng cũng gần nha. Nói chung dòng Kasai thì nó rất là bền. Gãy phân mấy cái cỏ gì nó cũng bền như nhau nha các bạn. Thì hiện tại bên em đang bán có dòng Kasai này của bên của cái máy gãy phân với xịt thuốc, thì em tháo từ máy cắt cỏ ra nha, tại vì bên Kasai không có sản xuất cái đầu máy cắt cỏ có sẵn cái bình xịt của bạn, thành ra là mình phải đấu. Nhưng mà nó cũng như cái máy mới thôi, không có khác nhau gì đâu, không có độ chế gì đâu nha, chỉ là lắp cái đầu máy vô là xong thôi nha mọi người. Đây, bình 25 lít lắp rất là đẹp. Mình gửi cho khách nha, mình ráp rồi nha. Anh em có mua thì liên hệ mình thì ok mình mới ráp nha, chứ mình không có ráp sẵn nha mọi người. Cái lược này rất là dài luôn, lược này có cái đầu mình cầm cái này mình xoáy thôi, xoáy nước các bạn. Nè, có cây nhọn lên nè, xoáy mình quay quay là mình giống như là mình trộn thuốc luôn á, đảo thuốc cho nó đều thuốc ha. Nắp rất là đẹp, nắp này nó chống, có cái nút chống tràn nước cho mọi người. Đó, máy này em test ok rồi, hết chơi rồi em mới gửi đi nha. Để mình giật máy nha, test máy nha. Này thì loại 2 thị bạn ơi, xăng pha nhớt nha mọi người. Xăng